Thập niên 80, một giai đoạn vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời nhiều người chúng ta. Dù còn nhiều gian khó, nhưng vô vàn kỷ niệm sống động. Tình ca bất hủ, mời quý khán giả cùng sống lại không khí của cả một thời sôi nổi với những ca khúc nổi tiếng trong thập niên 80, những bài hát đi cùng đời sống và tình yêu của rất nhiều người chúng ta. Và cùng gặp lại ngôi sao ca nhạc hàng đầu của những năm tháng ấy, nữ ca sĩ Ngọc Ánh. Đón xem tình ca bất hủ với chủ đề Hoài niệm 80 được phát sóng vào lúc 20h25 tối Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 trên VTV8.